Vâng, clip này em sẽ test chiếc đầu đét, đầu đách, đầu cassette, đầu cassette đét, test đầu cassette cho một bác khách. Các bác đã chốt rồi, có thông cảm nhé, phía sau cháu nó hàng chơi này. Đây, em phải đóng cái cửa vào. Chạy cái đầu cassette này cho bác này. Đây là chiếc đầu cassette LOD, có một bác khách bác chốt rồi. Sau đó là em sẽ test cái chất lượng âm thanh của đôi loa không tên này, có mức giá 2 triệu 3 cho bác. Qua hôm kia nó về. Sắp tới lại về tiếp một đôi Yamaha. Các bác có nhớ cái đôi Yamaha mà hôm trước em bảo nó bị sứt một chút, nó bị con trung không? Hôm đấy có rất nhiều bác muốn lấy nhưng mà lại có một bác đặt rồi, như em bảo rồi, có nhiều điểm bây giờ không phát hàng được, nên em cho hàng, đang cho hàng quay lại đấy. Bác nào có nhu cầu lấy thì liên hệ với em. Đôi loa Yamaha em nhớ là nặng lắm, đôi đấy rất là nặng. Bác có nhớ là cái con trung của nó ấy, con trung của nó bị đè bẹp cái nón một chút ấy, em đã giảm cho bác 1-2 triệu rồi đấy. Đấy, đấy con Yamaha đấy. Bác nào có nhu cầu gọi lại cho em nhé. Buổi hôm trước có rất nhiều bác gọi nhưng bác này bác lấy nhưng không phát được hàng. Đang quay lại. Ở đây mời các bác em test con cassette này cho bác này. Ngày đã chia xa, anh buồn giật áo ra đi. Đấy. Em đành xuống tóc chia ly. Mùi đấy. Đây là con cassette này. Click clip này em test con cassette này cho bác khách, bác ấy lấy rồi. Con cassette này em quay hôm qua rồi mà. Chưa vào được ấy. Băng chưa sập xuống thì mình không thấy, mình băng chưa sập xuống. Còn đâu tìm đâu mất mùi người yêu. Ok nhá, con cassette này ok rồi. Sau đây mời các bác đi sang với lại em test đôi loa. Đôi loa này em đã gọi là đôi loa không tên, có mức giá 2 triệu 3. Chưa các bác nào hỏi đấy, em test lại cho các bác này. 2 triệu 3 nhá. Mời các bác sang đôi loa không tên đi. Đấy. Test trực tiếp điện thoại xuống. Chiều nay lạnh lắm, anh đi có mặc ấm, còn ra hiên ngắm. Mỗi khi trời đổ mưa, có những điều đâu cần nói với nhau đâu anh à. Mà sao bỗng hôm nay mắt lệ nhỏ. Từ khi anh bước xa em thì thật xa, còn đâu hạnh phúc bình yên ngày tháng qua. Giữa đêm dài em thầm nhắn tên anh hỡi người, làm sao để bên anh như ngày xưa. Mỗi khi thức giấc ước sao anh ngờ đây, cần có anh trong cuộc đời. Người ơi hãy bên em một lần nữa. Xa, mà sao nước mắt lệ tuôn tràn khóe mi những.
là ngày xưa hạnh phúc, nay đâu hỡi người. Lại một đêm tiếng mưa rơi trong lòng em. Đôi loa này có mức giá 2,3 triệu, tức là có nhu cầu liên hệ.